Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Năm ngày 3 tháng 3 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin chặng Swift sẽ làm kiệt quệ kinh tế và cỗ máy chiến tranh của Nga như thế nào. Việc thế giới đẩy Nga ra khỏi hệ thống thanh toán Swift sẽ khiến nước này hầu như không thể làm ăn, buôn bán hay giao dịch gì với nước ngoài. Một kinh tế gia từ Texas đã nói như vậy với Đại sứ quán Hoa Kỳ và do đó sẽ không còn nguồn lực để kéo dài cuộc chiến ở Ukraine trong lúc đời sống người dân sẽ hết sức khó khăn. Tòa Bạch Ốc vào hôm 26 tháng 2 tuyên bố Mỹ và các đồng minh đã đồng ý loại một số ngân hàng Nga lọc ra khỏi SWIFT, một hệ thống nhắn tin tài chính toàn cầu. Đây là hình ảnh trụ sở Ngân hàng Trung ương Nga ở Moscow. Nước Nga đang đối diện trước sức ép kinh tế chưa từng thấy từ phương Tây. Tuyên bố chung của các nhà lãnh đạo Ủy ban châu Âu, Pháp, Đức, Ý, Anh, Canada nói rằng việc Nga bị loại ra khỏi SWIFT đảm bảo các ngân hàng Nga bị ngắt ra khỏi hệ thống tài chính quốc tế và gây tổn hại cho khả năng hoạt động trên toàn cầu của họ. Việc chiếc chìa khóa để chuyển tiền, SWIFT, là viết tắt của ngôn ngữ tiếng Anh, tức là Hiệp hội Viễn thông Tài chính Liên ngân hàng Toàn cầu. Đây là hệ thống nhắn tin toàn cầu kết nối hàng ngàn định chế tài chính khắp nơi trong thế giới, và Việt Nam cũng vậy. SWIFT được thành lập vào năm 1973 và đặt trụ sở tại Bỉ. Nó là ngân hàng quốc gia Bỉ giám sát bên cạnh Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ, Ngân hàng Trung ương châu Âu và các định chế tài chính khác. Nó kết nối hơn 11.000 tổ chức tài chính tại hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới để thông báo cho các ngân hàng về các giao dịch. Alexandra, giám đốc điều hành của Trung tâm Nghiên cứu David về Nga và Á Âu ở Đại học Harvard, nói với trang NPR rằng nó không di chuyển dòng tiền, nhưng nó di chuyển thông tin về tiền. SWIFT cho biết họ ghi nhận trung bình có 42 triệu tin nhắn mỗi ngày vào năm 2021, bao gồm trao đổi tiền tệ, giao dịch và những thứ khác. Đây là hình ảnh người biểu tình ở thủ đô Berlin, Đức kêu gọi loại bỏ Nga ra khỏi hệ thống SWIFT. Hệ thống SWIFT không phải là ngân hàng, không có tiền và cũng không thực hiện thao tác chuyển tiền. Giáo sư, tiến sĩ Khương Hữu Lộc, người giảng dạy chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại trường cao học Kale với quản lý đã nói như vậy với Đài tiếng nói Hoa Kỳ từ Texas. Ông giải thích mỗi ngân hàng, mỗi chi nhánh, mỗi địa chỉ tham gia vào SWIFT được cấp một mã riêng biệt để định danh. Khi cá nhân hay tổ chức thực hiện thao tác chuyển tiền thì phải gửi thông tin bằng cách cung cấp mã SWIFT thì tiền mới đến được tay người nhận. Ông ví von, dòng tiền luân chuyển giữa các ngân hàng, giữa các nước trên thế giới như là dòng sông chảy qua các nước, và hành động chặn SWIFT giống như đắp đập bao quanh một nước khiến cho cái dòng nước không thể lưu thông và ra vào quốc gia đó được nữa. Và giờ đây chính là Nga, hậu quả của cuộc xâm lược do ông Putin khởi động tấn công vào Ukraine. SWIFT chỉ là tín hiệu để gửi mở khóa ngân hàng đó ra cho nước chảy vào, ông nói và cho biết. Khi Nga bị chặn khỏi SWIFT, họ bị mất chiếc chìa khóa để mở cánh cửa lưu thông dòng chảy. Còn việc nước chảy từ chỗ gửi đến chỗ gửi nhận nào đó không liên quan gì đến chiếc chìa khóa này, ông nói thêm và cho biết đây là cách hữu hiệu nhất, nhanh nhất, nhưng không phải là cách duy nhất để chuyển tiền. Bây giờ khóa đập nước lại thì chuyển tiền có được không? Câu hỏi được đặt ra. Vẫn được, bằng cách mình bỏ nước sang xe tải chuyển đi chỗ khác, nhưng nó rất rườm rà, không hữu hiệu và cũng chẳng an toàn, ông Lộc phân tích. Vũ khí hạt nhân tài chính. Việc này sẽ gây lo ngại cho nền kinh tế và rất hại cho Nga ngay lập tức, và về lâu dài nó cắt đứt Nga khỏi một loạt các giao dịch tài chính quốc tế, sẽ chẳng còn ai có thể làm ăn với Nga được nữa. Đây là hình ảnh SWIFT được xem là xương sống của hệ thống chuyển giao tài chính quốc tế. Điều đó bao gồm lợi nhuận quốc tế từ sản xuất và xuất khẩu dầu và khí đốt chiếm tới hơn 40% thu nhập của Nga. Bộ trưởng Tài chính Pháp Bruno đã gọi hành động chặn SWIFT này là vũ khí hạt nhân về tài chính, và giờ nó được áp đặt với Nga. Giáo sư Lộc giải thích giờ đây các doanh nghiệp và cá nhân ở Nga không thể gửi hay nhận tiền từ nước ngoài. Ví dụ Việt Nam có hợp tác về dầu khí với Nga, bây giờ họ không thể chuyển trả tiền cho Nga, hay Nga có bán dầu cho Việt Nam, thì Việt Nam cũng không thể thanh toán được cho Nga.
Còn nếu thanh toán qua hệ thống ngân hàng Trung Quốc thì phải dùng đồng nhân dân tệ nên sẽ rườm rà, khó khăn, khiến cho việc làm ăn với Nga trở nên rất khó. Iran đã mất quyền tiếp cận Suez vào hồi năm 2012, nằm trong lệnh cấm vận chương trình hạt nhân của nước này. Mặc dù nhiều ngân hàng của họ đã tái kết nối với hệ thống này vào năm 2016. Alexandra Victor đã nói với NPE rằng khi Iran bị đá ra, họ đã mất một nửa doanh thu từ bán dầu và 30% giao thương với nước ngoài. Ngay cả dự trữ ngoại hối trị giá 600 tỷ đô la của Nga để ở các ngân hàng nước ngoài bây giờ, Moscow cũng gần như không thể tiếp cận được. Ông Lộc chỉ ra như vậy. Hiện tại các ngân hàng trung ương và Trung Quốc cũng không dám làm ăn với Nga vì họ biết nếu không nhận được tiền thì các khoản thanh toán của từ Nga và cho Nga từ nước ngoài sẽ không đến được và các ngân hàng Nga sẽ phá sản. Cũng theo lời giáo sư này, nước Nga trên đường dài sẽ không trợ giúp chiến tranh được vì không có ngoại tệ. Ngay cả khoản tiền dự trữ mấy trăm tỷ đô la Nga chuẩn bị cho chiến tranh cũng không thể dùng được, ông nói. Đây là hình ảnh Tổng thống Nga Vladimir Putin tại dinh thự tại Konstantin ở Stelan, ngoại ô Petersburg vào hôm 29 tháng 12. Theo giải thích của ông, thì mặc dù Nga có thể đủ tiền dự trữ trong nước để chi trả cho binh sĩ đi chiến đấu, nhưng việc này không kéo dài được lâu vì họ sẽ không còn tâm trạng chiến đấu nếu biết người thân của họ trong nước sẽ lâm vào cảnh khổ cực khi lạm phát tăng cao, thiếu thốn hàng hóa, đời sống đi xuống một cách khủng khiếp. Nếu Ukraine cầm cự được lâu với sự chi viện tiền bạc và vũ khí của quốc tế, thì Nga sẽ bị sa lầy như Mỹ ở Afghanistan. Ông phân tích như vậy. Nga có thể thắng trận đầu nhờ vào tiềm năng quân sự vượt trội, có thể chiếm được Ukraine, nhưng đường dài sẽ không thể giữ được vì không có nguồn lực kinh tế để nuôi chiến tranh. Con dao hai lưỡi. Cách xoay sở của Nga là có thể là dùng tiền mặt trong giao dịch hay dùng hệ thống tín hiệu gửi tiền của Trung Quốc hay của riêng Nga hay thanh toán qua ngân hàng Trung Quốc, cũng theo lời vị giáo sư này. Tuy nhiên, các hệ thống thay thế của Nga hay của Trung Quốc mới xây dựng lại không được thành công như Swift. Kể từ năm 2014, sau khi Nga bị phương Tây trừng phạt về sát nhập Crimea, họ đã thành lập hệ thống thanh toán SPFS riêng của mình để tránh lệ thuộc vào phương Tây. Theo Ngân hàng Trung ương Nga, hệ thống này có rất ít, chỉ khoảng 400 khách hàng sử dụng và 20% giao dịch chuyển tiền tại Nga hiện được hiện thông qua hệ thống này, mà hệ thống này chỉ vận hành trong giờ hành chính. Trung Quốc cũng xây dựng hệ thống thanh toán liên ngân hàng xuyên biên giới riêng của họ và có khả năng Nga và Trung Quốc sẽ kết nối hai hệ thống của họ để đề phòng những rủi ro từ Swift. Đây là hình ảnh lực lượng cứu hộ tại hiện trường vụ không kích gần tháp truyền hình Kiev vào hôm 1 tháng 3. Tổng thống Ukraine Zelensky và ra lời kêu gọi Mỹ và các nước phương Tây đưa Nga ra khỏi hệ thống này. Một số quốc gia đã từ chối trước đó lo ngại cho nền kinh tế chung, nhưng khi cuộc xâm lược của Nga leo thang, nhiều nước Liên minh châu Âu đã nhất trí. Đức chính là một trong những nước chần chừ và chỉ đồng thuận với biện pháp này vào giờ chót. Theo lời ông Lộc thì những nước lâu nay vẫn làm ăn, đầu tư, buôn bán với Nga, thì khi Nga bị chặn khỏi Swift, họ sẽ bị thiệt hại vì sẽ không nhận được tiền thanh toán từ Nga nữa. Chỉ có Mỹ không bị ảnh hưởng nhiều do Nga chủ yếu xuất khẩu dầu hỏa và vũ khí, ông cho biết. Khối châu Âu bị ảnh hưởng nhiều nhất nhưng vẫn can đảm nuốt liều thuốc đắng này, ông Lộc ca ngợi. Các ngân hàng châu Âu hiện là một trong những chủ nợ lớn nhất của Nga, chiếm phần lớn trong số 121 tỷ USD mà Nga nợ các ngân hàng nước ngoài. Riêng Việt Nam, ông nói, do xuất nhập khẩu của nước này với Nga chiếm tỷ trọng rất nhỏ trong cán cân thương mại, nên cũng không bị thiệt hại nhiều. Kính mời các bạn xem bản tin Ukraine kiên cường chống trả. Putin muốn chiến thắng trước ngày 2 tháng 3. Quân đội Ukraine được cho là tiếp tục kiên cường đánh trả Nga xâm lược trong ngày giao tranh thứ tư kể từ khi Nga vượt qua biên giới vào hôm 24 tháng 2. Trong ngày Chủ nhật 27 tháng 2, Ukraine tuyên bố đã giành lại quyền kiểm soát thành phố lớn thứ hai của mình là Kharkov sau cuộc giao tranh trên đường phố với lực lượng Nga hết sức căng thẳng. Đây là hình ảnh xe tăng xuất hiện tại Donetsk. Lính Nga đã vào Kharkov, thành phố 1,4 triệu dân, cách biên giới Nga 12 km về phía nam
giao tranh dữ dội trên đường phố với lực lượng Ukraine. Người đứng đầu chính quyền khu vực Kharkov là Zygmunt sau đó nói rằng người dân Ukraine đã giành lại quyền kiểm soát thành phố này. Quyền kiểm soát Kharkov hoàn toàn là của chúng tôi, Zygmunt cho biết trong một thông báo phát trên Telegram. Trang tin NBC News vào ngày 27 tháng 2 thì viết, một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ cho biết hôm Chủ nhật rằng Mỹ tiếp tục chứng kiến Nga bị chậm lại do sự kháng cự gay gắt của Ukraine và các thách thức hậu cần bao gồm cả tình trạng thiếu nhiên liệu. Quan chức này cho biết thêm, mặc dù quân đội Nga đã đưa khoảng 2/3 lực lượng được chuẩn bị xung quanh Ukraine vào đất nước này, nhưng họ vẫn chưa thể kiểm soát được bất kỳ thành phố nào. Cũng theo quan chức này, cuộc kháng chiến là anh hùng đầy cảm hứng, nhưng Nga vẫn có lợi với lợi thế là sức mạnh chiến đấu khủng khiếp được bố trí trong và ngoài Ukraine. Putin muốn thắng trước ngày 2 tháng 3. Cựu Thứ trưởng Ngoại giao Nga Andrei Krovov nói rằng ông Putin đang hướng tới một chiến thắng trọn vẹn trước ngày 2 tháng 3. Phát biểu với kênh truyền hình Algeria, ông Krovov cho biết mọi thứ sẽ phụ thuộc vào hai ngày tới bởi vì, theo hiểu biết của tôi, ông Putin ra lệnh cho hoạt động quân sự hoàn toàn với chiến thắng trước ngày 2 tháng 3. Vitrov nói thêm rằng Moscow sửng sốt trước sự phản kháng quyết liệt của Ukraine và trước quyết định của các quốc gia châu Âu, những nước phụ thuộc phần lớn vào khí đốt của Nga, áp đặt các biện pháp trừng phạt khắc nghiệt vào Nga. Và những biện pháp trừng phạt này đã gây ra rất nhiều vấn đề ở đây, ông nói. Và rồi cuối cùng châu Âu quyết định đã bỏ tiền mua vũ khí cho Ukraine. Các quan chức cho biết hôm Chủ nhật Liên minh châu Âu sẽ mua vũ khí cho Ukraine để đánh lại Nga xâm lược. Đây là hình ảnh bà Ursula von der Leyen, Chủ tịch Ủy ban châu Âu. Lần đầu tiên Liên minh châu Âu sẽ tài trợ cho việc mua và vận chuyển vũ khí và các thiết bị khác cho một quốc gia đang bị tấn công. Bà Ursula von der Leyen, Chủ tịch Ủy ban châu Âu cho biết như vậy. Một nguồn tin của Ủy ban đã nói với Reuters rằng họ có kế hoạch chi tới 450 triệu euro cho quỹ của châu Âu để mua vũ khí cho Ukraine và thêm 50 triệu euro cho các hạng mục khác bao gồm cả vật tư y tế. Trang defense.gov của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ vào ngày 27 tháng 2 dẫn lời một quan chức nói với báo chí rằng về tình hình ở Ukraine, quan chức này cho biết khoảng 2/3 lực lượng Nga dàn trận dọc biên giới hiện đang ở bên trong của Ukraine tăng lên chỉ trong vòng 24 giờ qua, trong khi trước đó khoảng một nửa số lực lượng này mới ở bên kia và một nửa ở bên Ukraine. Quan chức này cho biết rằng Ukraine đang kháng cự gay gắt khi đối mặt với các lực lượng của Nga xâm lược, đồng thời cho biết thêm rằng chưa có thành phố lớn nào bên trong Ukraine bị đánh chiếm. Quan chức này cũng cho biết thêm không phận Ukraine vẫn còn đang tranh chấp, có nghĩa là Ukraine vẫn đang sử dụng máy bay và hệ thống phòng không và tên lửa. Những hệ thống được cho là vẫn còn nguyên vẹn và khả dụng mặc dù có phần xuống cấp, quan chức này cho biết. Ngày giao tranh thứ 3, ngày hôm 26 tháng 2, trong ngày thứ 3 từ khi Nga xâm lược Ukraine, truyền thông phương Tây nói quân đội Ukraine vẫn đang ác liệt chống trả quân Nga đông hơn, vũ trang tốt hơn. Tờ báo New York Times vào ngày 26 tháng 2 thì viết, kể từ khi lực lượng Nga bắt đầu xâm lược Ukraine từ phía Bắc, phía Đông và phía Nam hôm thứ Sáu, quân đội Ukraine kém hơn về số binh khí và quân lính đã tiến hành các trận chiến ác liệt tầm gần để duy trì quyền kiểm soát thủ đô Kiev và các thành phố khác trên khắp đất nước. Tổng thống Nga Putin đang vấp phải sự phản kháng của người dân Ukraine lớn hơn những gì ông ấy tính toán. Chính phủ Anh cho biết hôm thứ Bảy sau cuộc điện đàm giữa Thủ tướng Boris Johnson của Anh và Tổng thống Zelensky của Ukraine. Đây là hình ảnh ông Tổng thống Nga Putin trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Pháp Macron tại Moscow hôm 7 tháng 2. Hai nhà lãnh đạo nhất trí rằng Nga nên bị cô lập về mặt ngoại giao, về tài chính, tuyên bố cho biết thêm, đồng thời bày tỏ quan ngại về sự hỗ trợ của Belarus đối với Moscow. Ông Johnson đã bày tỏ lòng tôn kính với chủ nghĩa anh hùng và sự dũng cảm đáng kinh ngạc của Tổng thống Zelensky và người dân Ukraine. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết họ sẽ gửi 350 triệu US đô-la, tương đương với 261 triệu bảng Anh, tiền vũ khí và bao gồm cả tên lửa chống tăng Javelin, hệ thống phòng không và áo giáp.
tờ Wall Street Journal vào ngày 26 tháng 2 viết rằng các lực lượng Ukraine và hàng nghìn tình nguyện viên mới được tuyển dụng cũng đã giành lại quyền kiểm soát ở các thành phố của Kiev sau khi quân đội Nga và các đơn vị chìm trong trang phục dân sự cố gắng tiến vào thành phố vào đầu vào ngày thứ Bảy, trong khi các cuộc không kích đổ bộ đường không và thiết giáp của Nga tiếp tục diễn ra trên khắp đất nước. Vào ngày thứ Ba của cuộc chiến mà Tổng thống Nga Vladimir phát động với mục đích là lật đổ chính phủ được bầu của Ukraine và chấm dứt liên kết với phương Tây, các lực lượng Ukraine đã chiến đấu ác liệt trên tất cả các mặt trận. Mỗi bên đều khẳng định đã gây thiệt hại nặng nề cho phía bên kia. Trang báo Deutsche Welle của nước Đức vào ngày 26 tháng 2 cũng đăng bài ca ngợi Tổng thống Zelensky. Bài báo viết, trong một thời gian dài, nhiều người đã xem Zelensky là một diễn viên hài bước vào chức vụ Tổng thống. Tuy nhiên, trong cuộc đối đầu với Nga, người đàn ông 44 tuổi này đã trưởng thành như một chính khách được kính trọng. Đây là hình ảnh Tổng thống Ukraine Zelensky. Viết cho báo Anh vào ngày 26 tháng 2, Harding từ Litva, miền Tây Ukraine cho biết, ngay cả khi Moscow thành công trong việc chiếm giữ Kiev, thì nhiều tháng và nhiều năm vấn đề vẫn còn ở phía trước, không ai mong đợi người Ukraine đầu hàng, nhiều khả năng là kháng chiến. Mỹ, Canada và các quốc gia châu Âu quan trọng, bao gồm cả Đức, đã đồng ý bỏ một số các ngân hàng Nga khỏi hệ thống thanh toán SWIFT. Các quốc gia này đã thông báo như vậy vào thứ Bảy. Khi các lực lượng Nga mở cuộc tấn công vào Kiev và các thành phố khác của Ukraine, chúng tôi quyết tâm tiếp tục áp đặt các chi phí lên Nga sẽ khiến cho Nga bị cô lập hơn nữa khỏi hệ thống tài chính quốc tế và các nền kinh tế của chúng tôi. Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp này trong vòng những ngày tới, thông báo từ các nhà lãnh đạo của Ủy ban châu Âu, Pháp, Đức, Ý, Anh, Canada và Mỹ cho biết như vậy. SWIFT là mạng thanh toán quốc tế chính của thế giới. Một số quốc gia bày tỏ sự ủng hộ đối với việc loại Nga ra khỏi nền tảng và Đức trước đây phản đối biện pháp này đã ủng hộ vào hôm thứ Bảy. Và điều này dẫn đến khó khăn vô vàn cho Nga vì không thể chuyển tiền ra hoặc đưa tiền vào nước Nga được nữa. Các nhà phân tích phương Tây ước tính rằng cuộc tấn công ban đầu của Nga có sự tham gia của khoảng một nửa trong số 150.000 quân mà nước này đã tập trung ở biên giới trước cuộc xâm lược. Và họ đã gặp tổn thất hết sức nặng nề. Đây là hình ảnh một tòa nhà chung cư bị hư hại do trúng bom ở Kiev, Ukraine vào ngày 26 tháng 2. Kênh truyền hình Mỹ CNN vào ngày 26 tháng 2 nói, trên chiến trường, Nga cũng đang chịu tổn thất nặng nề về nhân sự, thiết giáp và máy bay cao hơn so với dự kiến. Điều này một phần là do hệ thống phòng không của Ukraine đã hoạt động tốt hơn so với dự đoán trong các cuộc đánh giá của tình báo Mỹ trước đây khi trước cuộc xâm lược xảy ra. Ngoài ra, Nga vẫn chưa thiết lập uy thế trên không đối với Ukraine, một quan chức quốc phòng cấp cao cho biết. Trong lúc không quân Ukraine và các hệ thống phòng không cố gắng chiến đấu để kiểm soát không phận của mình. Và cuối cùng, nước Đức cũng đã thay đổi, gửi vũ khí cho Ukraine. Tổng thống Ukraine Zelensky vừa ca ngợi quyết định gửi vũ khí của Đức trong một sự đảo ngược chính sách lớn của Berlin. Ông nói, tiếp tục, Thủ tướng Olaf Scholz, Liên minh chống chiến tranh, hành động. Ông ta đã tweet như vậy trên trang của mình. Tổng thống Ukraine cũng hoan nghênh các nỗ lực đàm phán để chấm dứt cuộc xung đột. Quân đội Đức sẽ gửi 1.000 vũ khí chống tăng và 500 tên lửa đất đối không Stryker tới Ukraine trong bối cảnh Nga đang tiếp tục xâm lược, chính phủ nước này thông báo. Trước đó, hôm thứ Bảy, Berlin đã ủy quyền cho các đối tác tại NATO là Hà Lan và Estonia thực hiện việc giao vũ khí cho Ukraine. Đối với Hà Lan, sẽ chuyển 400 vũ khí chống tăng do Đức sản xuất, trong khi Estonia được chấp thuận gửi pháo từ các kho dự trữ cũ của Đông Đức. Động thái này đánh dấu một sự thay đổi lớn với nước Đức. Nước cho đến nay vẫn từ chối giao vũ khí sát thương cho Ukraine do chính sách không gửi vũ khí tới khu vực đang xung đột. Theo Bộ Quốc phòng Hà Lan cũng đang cho biết sẽ gửi vũ khí chống tăng tới Ukraine. Và giờ đây, khi Putin tưởng rằng có thể nuốt trôi Ukraine trong thời gian ngắn nhưng đã không thành, ông ta sẽ còn phải chịu rất nhiều thiệt hại tới đây.